Bắc Kiến Hoa lộ khoảnh khắc mờ ám với Lưu Diệc Phi ở hậu trường, liệu có phim giả tình thật? Mới đây, hình ảnh của Lưu Diệc Phi và Hoắc Kiến Hoa trên phim trường Câu Chuyện Hoa Hồng tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong ảnh, Lưu Diệc Phi mặc một chiếc váy sắc nách màu sắc trang nhã kết hợp mái tóc xoăn lọn lớn. Ở tuổi 36, thần tiên tỷ tỷ vẫn rất khí chất và xinh đẹp nhờ làn da trắng không tì vết và dáng người cân đối thanh thoát. Hoắc Kiến Hoa mặc một bộ vest hơi rộng, trên tay cầm bát thức ăn, mặt đối mặt nhìn Lưu Diệc Phi giống như đang đút cho cô ăn. Ở tuổi 44, Hoắc Kiến Hoa vẫn giữ phong độ tốt, dáng người mạnh khảnh cân đối, sống mũi cao, quai hàm rõ ràng, mái tóc đen dày và khuôn mặt điển trai. Sau 4 năm vắng bóng, hình ảnh mới nhất của Hoắc Kiến Hoa đã trở thành chủ đề tìm kiếm nóng. Kể từ sau khi hoàn thành Hậu Cung Như Ý Truyện và Trúc Mộng Tình Duyên năm 2019, Hoắc Kiến Hoa không có tác phẩm mới nào ở đại lục. Sau đó anh chỉ xuất hiện và đóng vai khách mời trong bộ phim của vợ mình. Ngày hôm qua, khi hình ảnh đầu tiên của Hoắc Kiến Hoa bị rò rỉ, công chúng phàn nàn rằng anh trông như một ông chú hơi béo và nhếch nhác. Tuy nhiên, từ những bức ảnh mới nhất, netizen đã có thể thở phào về phong độ hiện tại của nam diễn viên. Câu Chuyện Hoa Hồng là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Diệp Thư. Đây là cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh thời hiện đại, tuy nhiên nó được xuất bản năm 1981 nên bối cảnh của câu chuyện chủ yếu là những năm 1980. Hiện netizen vẫn chưa rõ khi phim cải biên có giữ nguyên bối cảnh của truyện hay không, nhưng nhìn vào tạo hình và trang phục rộng thùng thình của Hoắc Kiến Hoa trong bức ảnh mới rò rỉ thì rất có thể phim đã giữ nguyên bối cảnh cũ. Hoắc Kiến Hoa, mỹ nam Đài Loan được yêu mến một thời, đang có sự trở lại đáng chú ý trong làng giải trí, dù phải đối mặt với muôn vàn thử thách. Sau 5 năm vắng bóng để tập trung lo cho gia đình, sự trở lại của Hoắc Kiến Hoa đã nhận được nhiều sự mong đợi, nhưng cũng có không ít hoài nghi. Anh đã chọn đảm nhận một vai phụ trong dự án Câu Chuyện Hoa Hồng chung màn ảnh với nữ diễn viên tài năng Lưu Diệc Phi. Theo Sina, từng được ca ngợi là diễn viên hạng A của làng giải trí Hoa ngữ, sự nghiệp của Hoắc Kiến Hoa đạt đến đỉnh cao với chuỗi dự án thành công như Chuyện Tình Biển Xanh, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 và Đặc Công Hoàng Hậu. Tuy nhiên, quyết định ưu tiên cho cuộc sống gia đình và rời xa ánh đèn sân khấu khiến nhiều người hâm mộ mong mỏi anh trở lại. Giờ đây, ở tuổi 44, Hoắc Kiến Hoa phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là lấy lại vinh quang trước đây trong một ngành công nghiệp mà các diễn viên ở độ tuổi của anh ấy thường chuyển sang những vai diễn ấn tượng và xứng đáng hơn, thì Hoắc Kiến Hoa thấy mình phải chia sẻ màn ảnh với những ngôi sao đang lên hoặc không mấy tên tuổi. Trong khi đó, một số diễn viên cùng thế hệ với anh, chẳng hạn như Hồ Ca, đã giành được nhiều lời khen ngợi và giải thưởng danh giá, thì Hoắc Kiến Hoa lại bỏ lỡ những cơ hội này trong thời gian vắng bóng. Không chỉ Hoắc Kiến Hoa là nạn nhân của việc thời gian trôi quá nhanh trong sự nghiệp, nhiều diễn viên ở độ tuổi của anh như Phùng Thiệu Phong, Chung Hán Lương, Ngôn Thừa Húc đều loay hoay tìm hướng đi đúng đắn trong sự nghiệp, thường bám chặt vào các phim tình cảm lãng mạn. Kỹ năng diễn xuất của họ đã bị chỉ trích và sự nổi tiếng của họ đối với khán giả đã giảm dần. Cục diện làng giải trí cũng có nhiều biến chuyển khi Hoắc Kiến Hoa vắng mặt. Một thế hệ diễn viên trẻ mới xuất hiện thu hút sự chú ý của nhà sản xuất cũng như khán giả. Sự trẻ trung và phù hợp với thể loại phim truyền hình lãng mạn đã góp phần tạo nên thành công cho họ. Hơn nữa, danh tiếng của Hoắc Kiến Hoa phần nào bị ảnh hưởng bởi vợ anh là Lâm Tâm Như, người có hình ảnh suy giảm về những tranh cãi và hành vi không đẹp. Điều này đã khiến không ít khán giả tỏ thái độ không mấy tích cực với sự trở lại của Hoắc Kiến Hoa. Bất chấp những thách thức này, Hoắc Kiến Hoa vẫn kiên cường và quyết tâm tạo ra một khởi đầu mới trong ngành. Anh thừa nhận thực tế về hoàn cảnh của mình và sự thay đổi năng động của thế giới giải trí. Mặc dù sự trở lại của anh ấy có thể không lấy lại được mức độ nổi tiếng và sự yêu mến như trước, nhưng sự trở lại của Hoắc Kiến Hoa đánh dấu một chương mới trong sự nghiệp của anh. Sự cống hiến của nam diễn viên cho nghề của mình và sẵn sàng thích nghi chắc chắn sẽ khiến anh được khán giả cũng như các chuyên gia trong ngành tôn trọng và đánh giá cao.